chương không một chu liệt bí mật bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ca ca tỉnh mau tỉnh lại chu liệt mơ mơ màng màng mở ra mắt buồn ngủ nhìn hướng tóc dài thiếu nữ gãi gãi đầu hỏi tiểu hoàng mấy giờ rồi lớn lười trứng đều đã 8 giờ rồi nương biết rõ ngươi tham ngủ cho nên cố ý gọi ta đến xem hừ ngươi nhìn ngươi quả nhiên a à, ngủ tiếp 10 phút đồng hồ không đuổi kịp trưởng lão truyền thụ trưởng pháp, khẳng định phạt ngươi một mực chiếu kháng từ đường. Thiếu niên cười to. Ha ha ha. Chiếu kháng từ đường có cái gì không tốt? Cùng lão tổ tông ngủ ở cùng một chỗ, cảm giác rất an tâm. Được rồi, bớt nói nhảm, nhanh lên một chút. Thiếu nữ nói lấy đưa cho ca ca hai cái bánh thịt. Hắc hắc, vẫn là mùi mùi thương yêu ta. Chu liệt trở mình một cái mà vọt tới trên mặt đất, nắm lên bánh thịt vừa ăn một bên hướng ngoài đồng chạy tới. Lúc này khai nguyên thôn khói bếp mịt mờ, mặt trời đã cao cao dâng lên, treo ở trên trời chiếu rọi lấy đại địa. Mấy cái nông phu làm xong sớm công việc, khiêng cái quốc đang muốn về nhà, nhìn thấy ăn mặt lớn quần cọc, hai tay để Trần Phi nhanh chu liệt, không khỏi phát ra cười to. "Hô a, à, hô a." À. Thông trên quảng trường truyền đến tiếng hò hét, mấy chục tên thiếu niên chính tại đánh quyền cầm đầu mấy tên thiếu niên mỗi lần ra quyền mang theo gió mạnh. Bóng người đứng vào hàng ngũ, chung quanh khá hơn chút thiếu niên nhìn hướng bắp thịt cả người cân xứng quỷ lười, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì không có thiên lý, cái này họ chu hết ăn lại nằm, thân thể mà lại tốt rối tinh rối mù, làm người ta hâm mộ ghen ghét. Chu liệt đem sau cùng một cái bánh thịt nuốt xuống, nghẹn đến gương mặt phát tím, hắn dùng sức nện đánh ở ngực vất vả biết bao đem hơi vuốt thuận rồi, liền nghe có người kêu tên của hắn, Chu Liệt, lại là cái cuối cùng đến, biết rõ hôm nay là ngày gì không? Thanh âm nghiêm nghị chấn động đến màn nhĩ phát trung. Biết rõ, hôm nay là tam trưởng lão truyền thụ trưởng Pháp thời gian. Chu Liệt đem thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, lớn tiếng trả lời. Từ đối diện đi tới một tên hai tóc mai hoa trăm lão giả, rống giận. Biết rõ còn tới được muộn như vậy. Nhìn xem mọi người, trước giờ làm nóng người kéo ra gân cốt đợi lát nữa học tập trưởng pháp làm ít công to, mà ngươi đâu, chỉ vào một chút ưu thế miệng ăn núi lở, đợi đến nguy cơ trùng trùng xương trắng chi niên gián lâm làm sao bây giờ? nghe được trưởng lão nhất lên xương trắng chi niên, chu liệt có chút động dung, bởi vì hắn thân sinh phụ thân liền chết bởi trước xương trắng chi niên, lúc kia hắn vừa ra đời không lâu, mẫu thân vì rồi tại xương trắng chi niên nuôi sống trẻ nhỏ không thể không tái giá, mười mấy năm qua thêm hai cái mùi mùi cùng một cái đệ đệ. Lúc này, từ đội ngũ phía trước truyền đến tiếng nói. Tam thúc công, giống như là loại này không cầu phát triển người, để hắn tự sinh tự diệt tốt rồi, không cần bởi vì hắn một người lãng phí mọi người thời gian. Có người nhỏ giọng phụ họa. Thiệu Du Ca nói rất đúng, không thể bởi vì một khỏa thối cứt chó xấu rồi lung tung. Đấy dưới nghị luận âm ỉ, Chu liệt lạnh lùng nhìn chung quanh, rất nhiều thiếu niên cảm nhận được ánh mắt uy hiếp lập tức ngậm kín miệng tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về phía mọi người nói. Các ngươi nhớ kỹ, sư phó đưa vào cửa, tu hành tại cá nhân. Không trân quý hôm nay chính là không trân quý chính mình tính mệnh, tuyệt đối không nên lười nhát lười biếng. Tốt rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học tập bác quái trưởng, mọi người phải nghiêm túc cùng ta luyện tập, chú ý mỗi một cái động tác dính liền, không thể có chút xíu qua loa. Là Các thiếu niên cùng kêu lên xác nhận sau đó, Chu Liệt trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà đi theo tam trưởng lão học tập bác quái trưởng. Không biết rõ khi nào một béo một gầy hai tên thiếu niên dựa đi tới nhỏ giọng nhắc nhở. Liệt ca, cẩn thận từ thiệu du cùng cái đám kia chó săn, gần nhất trong thôn tổ chức đi trên trấn, giống chúng ta dạng này choai choai tiểu tử muốn đi khẳng định danh ngạch có hạn, bọn hắn đây là nghẹn lấy hỏng chuẩn bị vung người đâu. Hả, đi trên trấn. Chu liệt tâm lập tức nóng bỏng, hướng về phía một béo một gầy hai tên thiếu niên gật đầu nói. Ta đã biết, các ngươi yên tâm, là chúng ta danh ngạch ai cũng đoạt không đi. Mập mạp mày rậm mắt to, ngày thường vui mừng, tên là Tổ Vạn Hào. Người gầy xương gò má nhô ra, ánh mắt thanh lãnh, tên là Từ Thiên Báo. Hai người này là chu liệt đồng đảng, nghe được lời nói mới rồi lộ ra nét mừng, đối liệt ca tràn ngập lòng tin. Trên thực tế, chu liệt tuyệt không phải lười biến buông thả người, nếu bàn về chăm chỉ nơi này không có thiếu niên có thể so sánh với hắn, thế nhưng là mỗi ngày nhất định phải ngủ đủ 12 cái giờ đồng hồ để hắn có chút nhất cả trứng. Mà lại hiện tại còn khá tốt, nửa năm trước hắn mỗi ngày phải ngủ đủ 14 giờ mới được. Giữa trưa, làm mặt trời biên giới xuất hiện màu tím nhạt vòng sáng, tam trưởng lão tuyên bố buổi sáng luyện tập cùng truyền thụ đến đây chấm dứt, các thiếu niên định lấy nóng hổi mặt trời chói chang giải tán lập tức. Chu liệt sau người khác chạy đều nhanh, vụt 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 chạy về thôn phía sau hang động đá vôi, tại hắc ám bên trong bảy quẹo tám công trở lại chỗ ở của mình. Hắn cư trú hang đá không tính lớn, cũng liền ba mươi mấy mét vuông, giờ phút này từ đỉnh động rủ xuống một chùm lóa mắt ánh nắng, vừa vặn soi sáng chính giữa bàn đá. Một lát sau, nguyên bản bụi trơ trọi mặt bàn đột nhiên thể hiện ra một tầng đẹp mắt bảo quang mang, bất quá tia sáng trung tâm che kín khe nước, làm người ta nhìn lên một cái cảm thấy khó chịu. Chu Liệt nhìn thấy loại tình cảnh này chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra như trút được gánh nặng mỉm cười, nghĩ thầm. Vận khí không tệ, thứ này cuối cùng lần nữa vận hành rồi, hôm nay có thể học tập cuối cùng chương trình học rồi. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ cầm lấy khăn lau cùng dài miệng dầu ấm phóng ra ngoài. Được tại trong vòng hai canh giờ cho ngọn đèn thêm dầu cùng rửa sạch bài vị, khai nguyên thôn từ đường liền ở nơi này, mùi mùi từ tiểu hoàng sớm tới tìm qua về sau đã trở về hai cái giờ đồng hồ nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, làm chu liệt xong về chỗ ở mệt mỏi thở hồng hộc, nhè răng nhếch miệng nói lấy. Cái này lượng vận động cũng không tính nhỏ. Hắn vừa nói vừa đi đến giường bên, cẩn thận từng ly từng tí từ giường gỗ tường kép bên trong lấy ra một cái đồ cổ đến, cái này đồ cổ chính là bí mật của hắn, 700 năm trước mọi người gọi nó là điện thoại. Không sai, chính là một bộ mặt ngoài bụi bẩn, mà lại che kín vết trạng điện thoại. Nạp điện, nạp điện, ai nha Tổ tông phù hộ nhất định nạp được đi vào Chu liệt xoa rồi xoa tay Cầm lấy mặt ngoài bụi bẩn điện thoại đi vào trước bàn đá Đưa tay rút ra một cây pha tạp cổ sư dây dẫn đến Nguyên lai trương này bàn đá tầng ngoài là một khối tiếp cận báo phế sạc tin năng lượng mặt trời tắm Theo lấy một tiếng rất nhỏ chấn động Trên điện thoại di động xuất hiện rồi nạp điện tiêu chí Quá tốt rồi Chu liệt chắp tay tạ trời chờ đợi lượng điện nạp đến 3% đè lại nút mở máy. Từ 5 năm trước bắt đầu, hắn liền theo trong điện thoại di động Yoga gầy thân chương trình học áp tiến hành học tập, trong lúc đó Đức Quảng cuối cùng sắp đem chương trình học học hết. Nói tóm lại hiệu quả coi như không tệ, trừ rồi đặc biệt có thể ngủ cái này một chút ra, thân thể tính dẻo dai càng ngày càng tốt, lặng nước thời gian dần dần thêm dài, mà lại thân thể cũng từ lúc đầu người yếu nhiều bệnh biến được phi thường khỏe mạnh theo lấy một thanh âm vui thuận lời khởi động máy, Chu Liệt cảm giác lần này nạp điện đặc biệt thông thuận, nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ là, điện thoại đột nhiên vang lên kỳ quái âm nhạc, đồng thời nương theo lấy âm nhạc truyền ra đồng âm. Rèn rèn rèn, ngươi có điện thoại đến rồi, ngươi có điện thoại đến rồi. Cái này. Hắn dọa đến thẳng đánh giật mình, ngây ngốc mà nhìn xem không ngừng lấp lóe màn hình điện thoại di động. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiếng chuông reo rồi một hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn hiếu kỳ, giơ ngón tay lên run run rẩy rẩy điểm hướng màn hình. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.